Chiều ngày 11 tháng 11, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết với tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Cùng tham dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang và văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, trong thời gian qua, 103 hộ tổ dân phố số 5 phường Nguyễn Trãi đã tập trung thi đua phát triển kinh tế, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ khá giàu của tổ là trên 60%, không có hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng một người một năm. Trong năm 2023, Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc tổ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tổ dân phố đã được phường công nhận tổ dân phố văn hóa, 103 trên 103 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nói chuyện với nhân dân tổ 5 phường Nguyễn Trãi, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá những kết quả mà nhân dân tổ dân phố đã đạt được trong thời gian qua là tương đối toàn diện, đã góp phần vào kết quả chung của toàn thành phố. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ 5 phường Nguyễn Trãi phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung tay xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân phố. Tích cực tham gia bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang. Năm 2024 cũng là năm diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Do đó, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận Tổ 5 phường Nguyễn Trãi vì đã có thành tích xuất sắc 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi tặng giấy khen cho nhiều hộ gia đình của tổ dân phố số 5 đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, gia đình có thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh.